Dạ, xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ, thưa quý vị, tối hôm nay tôi tiếp tục quay lại câu chuyện của là bé Tường La. Thì hôm nay quý bà con đã xuất hiện một cái nhân vật đã tự xưng là cậu của là mẹ của bé Tường La. Có nghĩa nếu như mà bé Tường La gọi là phải là bằng âm là có liên lạc qua tôi, và cái clip đó tôi đã công chiếu ở tại kênh cả như là Lang Thang Sài Gòn. Thì tôi nghĩ rằng tất cả các bà con, những bà con nào mà cái như là theo dõi câu chuyện này thì tôi nghĩ cũng đã nghe rồi. Thì tôi thấy rằng cái như là cái vị đó điện sang, hình như là tôi nghĩ là cũng chẳng có hiểu được cái vấn đề mô tê chinh. Điện sang mang chất là chụp mũ là chính, chủ yếu là chụp mũ để mà cái như là thể hiện ta đây. Chứ thật sự cái vị này tôi nghĩ là cái về cái trí tuệ, chứ tôi nghĩ là cái cũng dạng cũng là kiểu như là u mê lâu dài đó quý bà con. Chứ còn nếu một người trí tuệ đó, là người ta nhìn, người ta nghe qua những cái clip mà tôi đã từng chia sẻ, chứ người ta cũng đã đủ hiểu. Và người ta cái mà người ta khuyên đó là không phải là con, cái bản lĩnh của họ cũng không thể nào bịt miệng cá cộng đồng, mà người ta phải khuyên người nhà của họ mới phải. Đó, ai đâu mà bây giờ cái người thân người đồ chay đó mà cứ lén quay kênh nào lên nói gì gia đình mình cái chay, lên nói gì cái sự việc chay, chẳng biết đúng biết sai, vô chụp đầu cái bắt đầu lên không gian mạng, bắt đầu là chữ từ lưa âm bên núi bà con. Ủa, cái đạo đức chỗ nào vậy, lý lẽ ở đâu ra vậy, đúng vậy? Giả sử họ muốn nói chi cũng được, nhưng cái vấn đề ở đây đó, họ nói cũng phải căn cứ vào những cái cơ sở có thật. Chứ đằng này tôi thấy là cái đại đa số họ chụp mũ là chính, họ vô chụp mũ hăm dọa đủ tất cả các kiểu. Mà tôi nói quý vị, có ai làm gì đâu mà lên mà nhảy đông đóng dữ vậy, nhảy quá trời luôn. Bây giờ tôi để bà con nghe một đoạn, nghe một đoạn của cái vị này, để xem thử là những bà con nào chưa nghe đó, tôi nghĩ là cũng cho tôi một cái lời nhận xét về cái người mà tự xưng là cậu của là mẹ bé Tường La, hăm dọa luôn, rồi công an sẽ mời mày luôn, ghê không quý bà con? Dạ nghe. Không phải đoạn này, bà con đợi xíu nha. Nó nhiều quá, ngày hôm nay là nhiều, rất nhiều bà con cả như là gọi quý vị. Sao mày nói ngu đấy mày? Tào lao mày. Mày vô mà. Cái đoạn trước quý con, cái đoạn trước nó tao dùng toàn tờ 500 không hả? À? Có nghĩa điện bách mấy cái là dùng toàn tờ 500 không? Ở trong cái đoạn trước là tôi cắt tôi bỏ ra nào. Và cái đoạn đây là cái như là tôi lấy là đoạn sâu để đăng cho bà con mọi người nhìn nhận một chút thôi. Và tôi cũng mới có làm một cái kênh nhỏ để mà đăng tải những cái nội dung mà nó thô tục của những người mà tự cho là bên bà con thân thiết gì của bé Tường La. Tôi có đăng lên cái kênh gọi là fan bé Tường La, tôi có chia sẻ lên cái tác cộng đồng của là cái kênh Lăng Thăng Sài Gòn này. Bà con thấy đi, đại đa số những người mà điện thoại qua cho tôi đó là toàn dùng tờ 500 với 1000 không, chứ thật sự không thể mà dùng tờ nhỏ hơn nha. Đó fan mà nó thật sự thần tượng thật sống, thật tái sinh đó quý bà con. Đó là chúng ta hiểu rồi cái gì, chúng ta hiểu họ là ai rồi cái gì quý vị. Những người mà điện qua tôi là dùng toàn tờ 500 mà cái họ đi ủng hộ cho một cái hiện tượng mà họ không có một cái cơ sở để xác minh, thì chúng ta hiểu rằng bản chất của họ là những người nào, họ ở đâu, đúng không ạ? Mày điện qua tao mà nói cái kiểu có rõ ràng ở trên rồi vậy. Tao thấy bọn nhỏ cháu, con cháu, cháu bà tao nói gì đó. Thế sao mày không biết khuyên con cháu mày đừng có lên ma mị, đừng có bị đôn ba tiếng đi.
sao mày ngu dữ vậy? Trong nhà mày không chạy mà đi, mày đi bị nhiễm cộng đồng mày. Tao nói là sự thật chứ không phải là tao giả dối. Sự thật cái gì? Nó nói chuyện được thằng tay thuốc địa không? Mày nói chuyện được không? Quả chết sao tao nói chuyện không được, tao mới hỏi con cháu mày nói chuyện được không đấy. Thì thằng nhỏ khoa trời nhà tâm linh nó biết thì nó nói rồi, nó cũng có mít mà. Mày cái dạng mày tâm thần hay tâm linh đâu ra? Cái dạng mày là tâm thần, tâm linh đâu ra? Tâm linh nào mà đi nói chuyện được thằng Tài Thổ Địa mày? Mày biết thằng Tài là ai, Thổ Địa là ai không? Thì mày biết không? Hả? Mày biết tiểu sử thằng Tài Thổ Địa không? Mày biết không? Tao biết á, tao biết tiểu sử thằng Tài Thổ Địa là ai đó. Thằng nhỏ nó nói được là nó nói chuyện của nó. Tao nói gì đó, đụng hết tụi mày. Thằng nhỏ nói được sao mày lớn mày ngu dữ vậy? Thằng nhỏ nó được, mày lớn mày phải cắn nó chứ, mày phải là dạy dỗ nó lại chứ. Bộ nó nói mày đi ăn xích mày cũng ăn hay sao? Tại vì người ta có đụng cái chuyện người ta, tâm linh người ta có được. Tâm thần với mày mà tâm linh gì? Mày mà tâm linh chứ. Mày muốn đang gì mà đang đi đụng nó thì vài bữa công an kiếm mày à. Mày là dạng tâm thần, không có tâm linh, hiểu không? Tao tâm dụng được cho mày nói, nhưng mà nói nhiều lên đi rồi lụ quá vài bữa công an cộng đồng á. Lũ bay cái chứ lị lên. Thăm dò góp quá vậy, trời ơi. Học online đó. Đó, thì thôi tao lên tao chứng minh đi chứ. Bây giờ giả sử cho con của mình nó nói được với thằng Tài, nó đoán được sinh mệnh của một con người đó, thì tao đi đoán đi. À, cái kênh của tôi là cái cũng cấp 3 vị, cũng treo giá cho 60 tỷ đấy quý bà con. Một vị ni sư ở bên Thái Lan, họ sẵn sàng cái như họ cái như là hoàn tục để nhường lại cái ngôi tam bảo cho con bé Tường Lam nếu như nó đoán được cái sinh mệnh của bất kỳ một con người nào. Rồi một vị ở tại Hậu Giang sẽ chia nửa gia tài là với trị giá khoảng 10 tỷ. Rồi một vị cũng ở tại cái như là Vĩnh Long, Long Xuyên gì đó, cũng sẵn sàng cái như là nếu mà xuống mà đoán được á, đoán được mà làm cái cách nào mà để cho cha mẹ của họ mà cái như là hết bệnh, do cũng giống như bệnh giống như ngoại của bé Tường Lan mà phát 1.000 kg gạo là bà ngoại hết bệnh đấy. Thì bây giờ đó anh này anh rất giàu, anh ở tận bên Mỹ, mà bây giờ cái điều kiện anh thì cái như ở xa quá chăm sóc cha mẹ không được, thì nếu bé Tường Lan mà xuống mà phát cái như là 1.000 kg hay thậm chí là cả 10.000 kg đi chăng nữa anh vẫn vui vẻ. Nhưng mà nếu mà gia đình anh sẵn sàng anh nhường lại cái gia tài đó là trị giá khoảng gần 20 tỷ để mà đưa mẹ cha qua Mỹ sống với anh, thì tôi tính bèo bèo thì cũng tầm khoảng 60 tỷ. Nếu mà làm đấy được thì xuống làm cái giấy cam kết cái như là với chính quyền địa phương rồi để người ta vô ở đây nhóm cái quà hậu tạ đó quý vị. Phật sống mà, Phật tái thế mà, Phật tái thế là đáng ví ra đó là cái cộng đồng mạng nó vui lắm. Cộng đồng mạng nó không có hai cái luồng phân tranh. Nhưng đằng này Phật mà Phật tái thế đó là cộng đồng mạng đang gọi là chia bè chia phái. Là tôi thấy cộng đồng mạng nó thật sự bà con thấy là người thì ủng hộ, người thì cái như là cổ xí. Còn các người thì cái như là phản biện cái sự việc đây là cái như là tới cùng, vì tất cả những cái vấn đề quan điểm tôi không có cái kiểu mà mê tín gì đâu. Thế này Phật tái sinh thì nó thật sự cộng đồng mạng phải vui chứ Phật tái sinh mà bây giờ đó tôi chưa thấy là công đức nào hết trơn hết trọi, mà thấy sự chia rẽ, thấy sự chia rẽ rõ ràng trên không gian mạng. Người thì nói hướng này, người thì nói hướng kia, kế thì nhảy vô binh vực bất chấp. Người ta nói phải thì mình nghe đi, mình chịu khó mình nghe một clip xem thử người ta nói cái gì có xúc phạm Tường Lam hay không, hay là người ta đang nói đây là một trong những cái để lật mặt những người đứng đằng sau con bé để có những cái gọi cái ý đồ, đúng không vậy? Chứ người ta đâu có thật sự không có thể mà cuồng tín, thật sự tin vấn đề đây là cuồng tín chứ không phải là mê tín nữa. Tôi nói là nói chuyện được cái thằng Tài Thổ Địa đấy thâu sướng quá rồi, hỏi thâu bây giờ làm cái nào giàu. Thằng Tài cái quan niệm thằng Tài là phù hộ độ trì chứ cái như là làm anh giàu có, thì bây giờ mình
hỏi hỏi thằng Tài làm cách nào để giàu hơn, con không cần lên mạng làm cái kênh YouTube nữa không. Đấy. Tự nhiên phổ độ, chưa thấy phổ độ cho ai, mà người mẹ cũng tranh thủ cơ hội là cái quốc cái kênh YouTube rồi, đúng không? Thế bây giờ nó thật sự Phật online là làm YouTube kiếm tiền hả? Ở sao kỳ vậy? Thấy nó sai sai cái gì đúng không? Đó. Phật online chỉ có sống trong cái nền tảng mạng YouTube thôi, chưa phổ độ được cho ai, mà thấy cộng đồng mạng nháo nhào rồi, cậu đồ điện qua hăm dọa rồi. Nhiều người lắm, hôm nay nó thật sự quý bà con, tôi nhận cái cuộc gọi đó là không dưới 100 cuộc gọi, điện có, chia sẻ có, điện phê phán có, điện kể như là chửi có, mà điện chữ tôi là cái như là hình như là nó chiếm cái số nhỏ thôi, còn đại đa số người ta điện để mà chia sẻ cái quan niệm của họ trong câu chuyện của bé Tự Lan. Đấy, tất cả bà con điện qua tôi cũng có một cái quan niệm, cũng đồng cái quan niệm với tôi, đó là rất thương bé Tường Lam, vì bé là đang bị những người đứng sau để mà lợi dụng cái sự mà non trẻ của bé để có những cái ý đồ riêng. Chứ còn nó thật sự nó không có cái Phật, không có Phật tái sinh nào mà cái như là chưa làm một cái gọi là cái đức cái phước nào trơn trọi mà cộng đồng mạng nháo nhào hết trơn. Phật là bây giờ đó, Phật tái sinh ra cái như đứng ra giải đi chứ. Cộng đồng mạng với ma mị gì đó, mình đứng mới làm cái trò mèo đưa một đứa con nhỏ lên vô tội lên để mà gán ghép những cái câu từ. Tao chẳng nghe con bé đó đâu, nghe toàn con mẹ nó hết. Người ta là người ta không có lợi dụng là mạnh từ quân con là chứng từ chứng ngại. Lợi dụng hay không lợi dụng, lợi dụng hay không lợi dụng tao không biết, nhưng mà đã đưa cái đạo của tao ra mà cái gì để bôi nhọ cái đạo là không được, hiểu không? Để mà cái như là lợi dụng cái đạo Phật đó gì đâu mà tiếng là không được, hiểu chưa? Mày đạo dụng cái gì? Hả? Đạo dụng cái gì? Mày ăn nói kiểu mày đó, tao biết dạng mày là cái kiểu gì rồi, cõi nào rồi. Tại tụi mày sao tao nói vậy? Mày cái tâm linh gì, mày thấy con cháu nói sai, mày trong nhà mày là cậu nó thì mày cũng phải dạy dỗ nó lại chứ. Ai đâu mày ngu đến mức mày không dạy dỗ cháu của mày mà đi bịt miệng cả thiên hạ, mày biết nói không? Con cháu người ta đâu muốn nó có cái kiểu nó vậy, ăn nói rồi đó, giờ là lịch sự rồi, bên đạo Phật đã tu đó giờ. Mà tụi bay đụng, tụi bay ngang lên nói chuyện chơi đụng rồi. Quá vậy, giờ tao báo mày đi chứng minh đi, tao báo chứng minh nói chuyện không được, con tài có địa đi, báo mày đoán vận mệnh cái như là của người ta đi. Người ta làm gì? Đâu mày nói là phổ độ, đi phổ độ chúng sanh chúng đồ đó thì đi phổ độ đi chứ bây giờ nó thật sự mà đưa con nhỏ ra phổ độ chứ, con nhỏ nó biết đâu phổ độ, hả? Mà không có ai có cái đụng chạm cái ăn hết của ông nội phải không? Cái lũ bay là đưa một đứa trẻ con lên để mày có cái mưu đồ. Lũ bay đang ma mị, lũ bay đang cái gì đó mà biết. Tào lao cái đâu? Tào lao là mày đó, mày không biết dạy trong nhà, mày lên đây mày điện qua tao đó, mày mới thằng tào lao đó, mày hiểu không? Mày mới là thằng ba dơ đó, mày điện qua tao là mày mới ba dơ đó kìa. Tao nói cho tụi mày biết cái đó, thì đụng nữa đừng đưa lên tào lao nữa nha. Đưa về nói cái con cháu mày đó, đừng có đưa tào lao. Để mày đừng có điện qua đây mày khè tao, nghe chưa? Bây giờ mày dạy là con cháu mày đi. Thế sao mày đi mày điện qua tao mày hâm dọa vậy? Hình ảnh của ba mẹ nó, tụi nó đưa lên nghe mày thì nhờ nó nhà nó cửa gì lộn mà tao quên cho nhà cửa gì. Nhà cửa đấy, tao nghe con bé nó ước mơ tao nói vậy cho nhà cửa lũ bay biết thì ai biết rồi. Hả? Người ta nói ước mơ, đụng con người nào ước mơ. Người ta nghe không hiểu sao mà đụng như thế, người ta nói người ta là cha con tao mới thấy, cha con lỡ ăn mặn. Riêng nhà cửa là phải hỏi là cái thằng gọi là Minh Sài Gòn à, bây giờ là anh em mới đặt cho gọi là Minh Trứng Cúc hoặc là Minh Trứng Trí à. Nó nói là có một cái vị nào đó ở tại Củ Chi à, chi 2 tỷ cho mẹ Tường Lam đó, dạch cái miệng nó ra coi đã chi hay chưa, hay là nói dựng chuyện. Bản thân nó lên nó nói một câu là mẹ bé Tường Lam lên không phải vì tiền, mà nó liếp sâu nó lên nó nói rằng có mạnh thường quân ở Củ Chi sẵn sàng chi 2 tỷ cho mẹ bé Tường Lam để làm nhà à. Thì tôi hỏi quý bà con, ngay cả cái bản thân của cái thằng Minh Trứng Cúc này thì nó đã có một cái sự mâu thuẫn
Tôi nói cái thằng dốt mà hay đi nói thơ đó quý vị. Đó. Đã dốt mà đi nói nho, dốt mà cái như là muốn làm âm đồ, thâu bỏ đi cưng. Đúng không? Tự mày nói hôm nay bắt đầu ngày mai mày tự mày giá cái mồm mày đó, mà nói thật sự mày không dùng tay mà mày dùng dép á, mày giá tự mày giá chính cái mỏ mày luôn, tao nói mày rồi. Đó. Mày bảo vệ ai thì mày bảo vệ, tao không có nói. Mỗi người có một quan điểm. À, tuy nhiên đó, mày đã có những cái gọi là lôi tên người này ra, lôi tên người kia ra, rồi mày có những cái vấn đề mà hăm dọa thách thức, mày bỏ đi. Nghe cho thằng Minh Trứng Cúc. À, thâu đặt mày Minh Trứng Trí cho rồi, chứ nói thật sự mày còn thua kể như là một người phụ nữ nữa mà. Nó đi nó gọi là nó đập cái tên của Hăng Nguyễn, Hăng Nguyễn vô hỏi một cái bắt đầu là cái như là nó nói đâu có đâu. Bộ Hăng Nguyễn là có một mình chị hả? Hăng Nguyễn là nhiều tên lắm, đâu phải một mình chị hả? Dạng dạng thằng Ba Dơ. Đấy. Mày cái dạng mày cũng dạng dạng đu trend, cái dạng dạng cũng đu vô để mà kiếm like kiếm view cho mày mà đi bảo vệ cái tường lam cái chay. Mày nói mày sử dụng hình ảnh tường lam là chính chủ hả? Hả? Mày lấy cơ sở nào mày bảo đó là chính chủ? Ở thằng dốt. Những hình ảnh của mày cũng lấy từ kênh Độc Lạ Bình Dương, nhưng mày cũng đi xin lại người ta chứ mày chính chủ cái gì? Đấy. Dạng dốt á, mà muốn làm ông đồ mày bỏ đi nha. Tao nói là đêm hôm qua nó thật sự quý vị, nó réo gọi tên tôi miết là tôi lên tôi dạy nó một chút thôi. À, ngày hôm nay cũng lên gọi chấp cái mỏ nữa. À, bây giờ sao? Mày đang có cái ý đồ là gì? Lên để mà kêu gọi cộng đồng để mà kiện những anh em phán biện. Mày đi kiện đi. Cứ đi kiện đi, chứ việc gì mà mày lên, mày không có tiền đúng không? Mày lên mà mục đích của mày là gì? Lên là quyên góp tiền của cộng đồng mạng hay gì? Để đi kiện hả? Thuê luật sư hả? Sao sống hèn hay cưng? Đấy. Rồi mà kiện mà làm cái đơn làm sao? Đấy. Mày làm cái đơn làm sao? Rồi cái nội dung nào xúc phạm bé Tường Lam đâu lôi ra? Kẹp vô lập với bằng. Cái thằng dốt chứ mày mày nói chuyện với tao mày mà chụp hình chụp ảnh thâu thua đó. Đó. Lôi ra. Lập với bằng. Cái nào phải xúc phạm Tường Lam? À, rồi cái nào xúc phạm mẹ Tường Lam? À, rồi cái nào kể như là cái như là cổ xí mẹ Tường Lam dị đoan mơ tiếng? À, rồi ai là người phát ngôn cái vấn đề này? Mày phải hiểu nha, thằng Minh Trinh Trí. Mày cái dạng mày tinh trí tinh rặn thôi chứ. À, Hăng Nguyễn đặt cho mày trứng cút là nó thật sự lớn lắm rồi đó. À, nhưng riêng tôi nó thật sự thằng đây có trứng rặn thôi chứ. Mày cái dạng dạng một thằng đàn ông mà nó thật sự lên mà yếu lá, lên mà thật sự chẳng giống ai. Mớ mồm ra là nó thật sự là nói là cái như là đi chùa để mà cái như là cầu siêu cầu an. Mày cầu siêu sao đó thật sự? Mày sống cái kiểu mê tín dị đoan dữ vậy? Ở bộ máy cái dâm đấy rồi nó nhập vô mày rồi hả? Đúng không? Mày cầu sao tao thấy không siêu mà thấy càng ngày thấy mày cái như là có những cái là như dâm nhập rồi đó. Mày còn có dấu hiệu đó. Trời ơi, nó lên mạng mà con thấy nó nhục ơi là nhục luôn quá vậy. Hôm nay ngày mùng 1 con đi chùa cầu siêu. À, bà con nào có đi với con không? Đi thì hẹn nhau gặp tới đây. Trời đất thánh thần thiên địa hậu ơi. Đấy. Mày dạng con nít ranh, tao nói rồi. Mày dạng con nít ranh. Nếu như mày muốn phản biện thì mày phải đi học thêm cả như ít nhất là một khóa. Đấy. Phải đi học thêm ít nhất một khóa. À, mà một khóa đó thật sự chắc khoảng là cái như là mày phải học lấy hết cái bằng cái như nó thật sự là cái như là tốt nghiệp phổ thông là mày mới ra mày nói chuyện. Bây giờ bà con cái nghĩ đây, một cái thằng mà nó không biết tính luôn, à, 1.000 ký gạo, 1 ký gạo 20.000, nó ngồi nó gãi đầu bây giờ là bao nhiêu tiền bà con? 20 triệu à, 200 triệu, bà con tính giùm con ông nội mày. Cái dạng một thằng dốt như mày hèn chi mà mày lên mày cứ mà ra rá đó ra. Mục đích lên làm chi? Kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp cái gì? À, kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp rồi để coi như là thuê luật sư hả? Bài này tao lạ gì mày, thiếu cha gì mấy cái vụ trước mà mấy thằng nó cũng là tào lao đó. À, nên bắt đầu là trời ơi, con kêu gọi cộng đồng để mà kiện thằng này thằng nọ kia. Cuối cùng người ta gửi tiền là bắt đầu là ôm tiền em ru hỏi sao kiện. À, đang thuê luật sư, à, luật sư đang làm việc, à, chờ mấy tháng trời không thấy đâu.
Mạnh Thường Quân điện qua tôi chữ quá trời quá đất, nó chờ cái thằng đó nó lừa đảo, cái thằng ABC đấy, nhiều ví dụ lắm quá vậy. Trong cái câu chuyện này đó cũng có một số kẻ cũng là đang cơ hội, cũng muốn là lên gọi kêu gọi những người mà ủng hộ bé Tường Lam, yêu thương bé Tường Lam đó, để mà quyên tiền quyên đồ đó, cũng để mà đi khởi kiện cái đồ đó quá vậy.